Điều tuyệt vời nhất của Linh cho chuyến du lịch Malaysia. Trong chuyến đi lần này, Linh có mẹ đồng hành. Hạnh phúc là khi tà áo dài của hai mẹ con tung bay trên con phố ở Malaysia. Ai ai cũng ngước nhìn, khen và xin chụp hình quá trời. Hạnh phúc là khi hai mẹ con mặc đồ đôi cùng nhau, quần áo đôi, túi xách đôi. Linh có sắm thêm hai bộ thể thao và rất duyên khi được Leonardo tặng chiếc túi du lịch này. Thế là có túi cặp cho hai mẹ con luôn. Hai bộ đồ Linh bất ngờ vì màu sắc, kiểu dáng, chất vải gân sọc dày dặn trên mức kỳ vọng mà chỉ 280-380 một bộ. Mặc lên tôn được body, Linh còn mê sao trai không mê được chứ. Còn túi nhà Leonardo form nhỏ gọn và màu đen nên phối với đồ gì cũng hợp, đeo ngang hay đeo chéo đều được ha. Đồ mang đi du lịch phải chắc chắn từ dây kéo đến khóa gài, dễ vệ sinh và chống nước cao. Em túi này đáp ứng được hết. Các món này Linh để ở link bên dưới hoặc trong giỏ hàng nha. Hạnh phúc là khi ngửi được mùi bánh thơm trên phố và hai mẹ con vừa đi vừa túc tắc ăn. Và hạnh phúc là khi nhìn thấy mẹ cười, mẹ tận hưởng từng giây phút. Chúc mẹ của con luôn thật khỏe mạnh và sống trọn với hiện tại.